Thưa quý vị, lễ hội Đình Làng được các địa phương Đà Nẵng duy trì lâu nay như một nét văn hóa đặc trưng, một món ăn tinh thần của người dân, qua đó lưu giữ những phong tục tập quán truyền thống của mỗi địa phương, góp phần làm phong phú hơn các giá trị văn hóa của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Lễ hội Kỳ Yên, thôn Trường Định, xã Hòa Liên trước đây được tổ chức một năm một lần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên đã đổi thành 3 năm một lần. Trong đó, hội thi đua thuyền truyền thống là một trong những hoạt động đặc sắc của lễ hội, được người dân rất mong chờ. Đây là món ăn tinh thần của bà con thôn Trường Định đã được duy trì qua hàng chục năm nay. Không chỉ là nét văn hóa đặc trưng của thôn, xã, mà còn là nơi để thắt chặt tinh thần đoàn kết của cộng đồng người dân sông nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại địa phương. Lễ hội Kỳ Yên của thôn Trường Định là 3 năm là tổ chức một lần, chủ yếu là cái nội dung cầu cho bà con nhân dân trong thôn là bình an sức khỏe và cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho cái đời sống của bà con nhân dân vụ mùa đạt nhiều hơn. Về cái lễ hội này là từ hồi xa xưa đến giờ. Với người dân Trường Định nói riêng và xã Hòa Liên nói chung, mái đình là nơi lòng người tụ hội, là sức mạnh nội lực giúp người dân chống chọi với thiên tai, vượt qua những khó khăn trong lao động, cuộc sống, cũng là nơi để những người con xa xứ trở về. Cũng vì vậy, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị của cha ông để lại là trách nhiệm chung của thế hệ hôm nay. Phải nói là Hòa Liên thì trong thời gian qua thì cái này luôn luôn gìn giữ để làm thế nào đó mà tiếp tục phát huy được những cái nét văn hóa cổ truyền của các thế hệ cha ông trước, để làm thế nào đó mà trong thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy. Thì cái này thì Hòa Liên là trong thời gian đấy là cũng tiếp tục xây dựng làm thế nào đó mà duy trì cho được những cái nét lễ hội văn hóa đình làng cũng như là những cái tổ chức có cái sự kiện của các địa bàn thôn. Có thể thấy mặc dù tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, phong cách thị dân ngày càng xuất hiện nhiều trong cộng đồng, nhưng văn hóa tín ngưỡng dân gian vẫn luôn trường tồn, ngày càng bén rễ sâu trong lòng dân tộc. Ở đó tạo nên sức mạnh vô hình, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, góp phần tạo nên thành trì tinh thần quý báu, lưu giữ hồn túy của quê hương và con người Việt Nam.